Bước 1, các bạn hãy truy cập trang english.icann.vn bằng PC hoặc laptop. Bước 2, nhập tài khoản và mật khẩu Icann IELTS đã cung cấp. Tài khoản này được Icann IELTS gửi tới bạn trong email thông báo khóa học mới. Bước 3, click Book My Course phía bên trái màn hình. Lúc này các bạn sẽ thấy tất cả các khóa học mà mình đã đăng ký. Hãy chọn khóa học IELTS tương đương với trình độ hiện tại của mình nhé. Để vào học, các bạn hãy click mục Enter Class, sau đó bạn sẽ thấy lộ trình, nội dung từng bài học theo tuần của mình. Cùng mình vào học một bài học bất kỳ nhé. Có một điều khá thú vị khi học qua video bài giảng. Mỗi chấm tròn ở đây tức là thời gian đó sẽ có câu hỏi tương tác xuất hiện. Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi tương tác này thì mới tiếp tục được bài học của mình. Và đây là phần practice của chúng mình. Sau khi hoàn thành bài tập xong, hãy check đáp án ngay tại phần key để nhớ kiến thức lâu hơn nhé. Tổng hợp lại, các bạn sẽ được học lần lượt theo thứ tự video, bài practice, check đáp án. Và mỗi tuần học, các bạn có nhiệm vụ hoàn thành việc xem các video và làm bài practice đã được phân bổ tương ứng với một tuần. Ngoài ra, phần live speaking tức là lớp học trực tuyến trên nền tảng Classing sẽ trang bị cho các bạn từ vựng và những cấu trúc học trong buổi học trực tuyến. Bên cạnh đó còn có bài tập của buổi học live speaking homework và đáp án live speaking 1 homework key để các bạn đối chiếu. Một điều đặc biệt khi học trên LMS đó là bạn có thể cài đặt thời khóa biểu, nhắc nhở bản thân vào học đúng giờ và đúng lộ trình học. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tiến độ học tập của bản thân qua vòng tròn phía bên tay phải màn hình. Đây là hướng dẫn giúp bạn học tập trên LMS. Chúc các bạn học tập hiệu quả và đạt được 3 điểm như kỳ vọng nha!